gọi ai? Vâng, như vậy là sẽ hai chính thức bắt đầu. Gọi á? Ừ, đây mình gọi. Chắn bóng tốt, điểm cho Đồng Trịnh 1-0. Bóng chạm lưới, điểm cho Dịch Thuật. Tay chạm lưới, điểm cho Dịch Thuật 1-0. Đập bóng tốt, điểm cho Đồng Kỳ 2-1. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho Dĩnh Thuật 2-0. Bóng lọt tay chắn, điểm cho Đồng Kỳ 3-2. Đập bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 3-0. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỳ 4-3. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỳ 5-3. Đập bóng chưa qua, điểm cho Đồng Kỳ 6-3. Đập bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 4-6. Em quay nối tận chung kết anh ơi. Vâng, anh về trước đi nhá. Đập bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 5-6. Điểm cho Dịch Thuật 6-0. Chúng tôi vừa nhận trưởng phòng kỹ thuật là nếu mà đội Dịch Thuật vô địch
trưởng phòng kỹ thuật sẽ tài trợ cho đội dịch thuật 1 triệu đồng. Đập bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 7-6. Đội dịch thuật cố lên. Anh trưởng phòng kỹ thuật là nếu mà đội dịch thuật mà vô địch, anh sẽ tài trợ riêng cho đội dịch thuật 1 triệu đồng. Đập bóng tốt, điểm cho dịch thuật 7-7. Đánh bóng chưa qua, điểm cho dịch thuật 8-7. Đỡ bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỵ 8-8. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỵ 9-8. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho dịch thuật 9-0. Đập bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 19. Chắn bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 11-9. Chân bóng ra ngoài, điểm cho dịch thuật 10-11. Chắn bóng tốt, điểm cho dịch thuật 11-0. Đai khỏe đấy. Đập bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỵ 12-11. Đánh bóng tốt, điểm cho dịch thuật 12-0. Đánh bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 13-12. Và nó chưa bao giờ có một trận chung kết nào mà ngang tài ngang sức như này, chỉ chênh lệch nhau chỉ có một điểm hoặc nửa điểm thôi. Đặt bóng tốt, điểm cho dịch thuật 13-0. Tất cả cổ động viên ta cổ vũ lên cho hai đội đánh khí thế lên ạ. Đặt bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỵ 14-13.
chân chạm vạch, điểm cho Dịch Thuật 14 đều. Đánh bóng tốt, điểm cho Đồng Kỳ 15-14. Đập bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 15 đều. Bóng tốt, điểm cho Đồng Kỳ 16-15. Chắn bóng tốt, điểm cho Đồng Kỳ 17-15. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Kỳ 18-15. Đội Dịch Thuật cố lên. Anh trưởng phòng kỹ thuật, anh tài trợ, nếu mà đội Dịch Thuật mà được chung kết vô địch, anh chỉ tài trợ riêng cho cô đặc bộ Dịch Thuật 1 triệu đồng. Anh Trường ở Đa Vạn, nếu mà Đồng Kỵ vô địch, anh Trường ở Đa Vạn sẽ tài trợ riêng cho câu lạc bộ Đồng Kỵ 500.000 đồng. Nếu mà Đồng Kỵ vô địch, anh Trường ở Đa Vạn tài trợ 500.000 đồng. Chắn bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 19-15. Chắn bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 16-19. Chắn bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 17-19. Đồng Kỵ thắng thì còn lại sân nữa. Dừng. Alo, chị Lan Anh ở bên câu lạc bộ Dịch Thuật. Nếu mà đội Dịch Thuật vô địch, chị Lan Anh sẽ tài trợ riêng cho đội Dịch Thuật 1 triệu đồng tiếp. Và trưởng phòng kỹ thuật tài trợ riêng 1 triệu. Nếu mà Đồng Kỵ mà vô địch, anh Trường ở Đa Vạn tài trợ cho 500.000 đồng. Hai đội cố gắng lên. Đập bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 20-17. Chúc mừng cho Đồng Kỵ hôm nay đập bóng chính là chú hơi bắn như này, quá là tuyệt vời. Đồng Kỵ đã bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 21-17. Đồng Kỵ cố lên,
anh Thường đã vàng, anh ý sẽ tài trợ riêng. Nếu Đồng Kỵ vô địch, anh Thường sẽ tài trợ cho 500.000 đồng. Và đội Dịch Thuật, chị Lan Anh chị tài trợ riêng. Nếu mà đội Dịch Thuật vô địch, chị Lan Anh chị tài trợ cho 1.000.000 đồng. Và anh trưởng phòng kỹ thuật của đội Dịch Thuật cũng tài trợ cho đội Dịch Thuật 1.000.000 đồng. Nên hai đội cố gắng lên. Đồng Kỵ đánh băng hỏng, điểm cho Dịch Thuận 18-21. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Dịch Thuận 19-21. Bóng chạm lưới, điểm cho Dịch Thuật 20-22. Bóng tốt, điểm cho Đồng Kỵ 23-20. Đồng Kỵ 24-20. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Dịch Thuận 21-24. Đội Dịch Thuật cố lên, chị Lan Anh chị ấy, nếu mà đội Dịch Thuật mà được vô địch, chị Lan Anh chị tài trợ riêng cho đội Dịch Thuật 1.000.000 đồng. Chắn bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 22-24. Chắn bóng tốt, điểm cho Dịch Thuật 23-24. Chưa có trận chung kết nào hay như trận hôm nay, chỉ chênh lệch nhau một điểm hoặc nửa điểm thôi. Đồng Kỵ cố lên.
Không hỏi. Trận chung kết này là không có hỏi, đánh xét 25 không hỏi. Chuyển quyết đi này. Đội dịch thuật chung kết vô địch. Rất hay, bốn quả xem voi mọi người không làm gì được. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.